Ok, em chào các bác nhá. Và một buổi chiều khá là đẹp trời đây. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin phép được lên sóng cho tất cả mọi người những cái mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng bên em. Xe em thì rất là nhiều và rất là đa chủng loại. Đấy, tất cả các mẫu xe thông thường và mẫu xe rất là thông dụng và có cái giá từ khoảng vài chục triệu đồng cho đến hơn 100 triệu đồng, cho đến 200-300 triệu đồng thì nhà em rất nhiều. Và với các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Bình thì bên em có hỗ trợ những chiếc xe đời cao như thế này. Hay như thế này. Đấy bà con nhé. Hỗ trợ trả góp khoảng 50% với những chiếc xe đời 2018-2019 với cái mức dao động từ khoảng hơn 400 triệu hay là hơn 300 triệu một đó. Bà con đã sở hữu được những cái dòng xe như thế này. Vậy bà con có bác chị em nào đang quan tâm về những cái mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng bên em thì quý khách hàng cũng như quý bà con có bác chị em nào mà có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em. Địa chỉ thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Để xem và trải nghiệm, chạy thử những cái mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng bên em nhé. Bà con có bác chị em nào quan tâm về bất cứ cái dòng xe nào bên em thì hãy alo trực tiếp cho em. Ngày hôm nay tôi đang sẽ lên sóng cho anh em tất tật những cái mẫu xe đang có mặt tại đây. Và bà con có bác chị em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ chiếc Civic đầu tiên ạ. Civic này thì sản xuất năm 2008, bản 2.0, số tự động, động cơ 2.0, bản đủ, đời 2008, biển Hải Phòng. Con này thì có cửa sổ trời, có gầy số trên vô lăng, có cửa ghế điện để đối hết nha bà con nhé. Hiện tại thì con này đang bán là 235 triệu đồng cho bà con, báo rút hồ sơ gốc rồi. Bên cạnh đó thì em sẽ có cho anh em một mẫu xe nữa, đó là một chiếc Honda City. Con này thì cũng đến từ thương hiệu của Nhật Bản và đó với cái tầm tiền khoảng 358 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc City 2016 tự động. Động cơ của nó là 1.5 hộp số CVT, 5 chỗ ngồi, xe biển Hà Nội, đã rút hồ sơ gốc rồi và các bác chỉ bấm biển ra tên thôi. Toyota Innova 2007, con này nó là phiên bản số sàn bản G, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, 30A16560. Con này thì nó là màu đen tuyền và xe nó rất là đẹp cho tất cả mọi người. Với cửa tiền hiện tại con này đang bán khoảng tầm 199 triệu đồng thôi bà con nhé. 199 triệu đồng một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, bản đủ số sang. Tiếp tục thì đây em đang có cho anh em một mẫu xe Mazda 3 2018. Con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.5, biển Hải Phòng, 15A36681. Con này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh em khoảng tầm 50% giá trị chiếc xe cho các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình và Hải Dương. Bà con có bác chị em nào mà có nhu cầu quan tâm về chiếc Mazda 3 này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Con này hiện tại là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân, một chủ thì mới sử dụng, biển Hải Phòng nhé. Hộp số tự động, động cơ 1.5 và phanh tay điện tử. Con này hiện tại tôi đang chào bán với giá khoảng tầm 470 triệu đồng, bên em bao ra tên cho anh em nhé. Tiếp tục là một mẫu Hyundai Accent ạ. Con này thì đời khá là cao, đời 2020, bản ATH số tự động, 1.4, biển 22A17244 ạ. Chiếc Accent này thì anh em vẫn đang đi lại bình thường và xe của nó thì rất là đẹp, không lỗi, cam kết cho anh em keo chỉ, máy số zin, nội thất đẹp. Vâng, bản ATH là cái bản full cao cấp nhất của dòng Hyundai Accent này rồi. Và ở cái tầm tiền như con xe này hiện tại tôi đang chào bán khoảng tầm hơn 400 triệu một chút ạ. Con này đang bán 435 triệu đồng nhưng anh em là mua em để cho anh em 415 triệu đồng thôi. Bớt sâu cho anh em nhé. ACH 2020, bản số tự động, động cơ 1.4, bản full kịch, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2025. Đó, một cái dòng xe rất là đẹp luôn ạ. Tiếp đến thì sẽ là một chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này thì là số tự động, động cơ của nó là 1.0. Con này đời 2011, bản full kịch. Con này thì có 4 phanh đĩa, có hệ thống cửa sổ trời, có đề lỗ start top và điều hòa tự động. Con này hiện tại bên em đang bán khoảng 235 triệu đồng. Bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Một chiếc Morning màu xám ghi, màu lông chuột, màu kem bơ. Với cái tầm tiền khá là hợp lý cho mọi người. Xe thì có đầy đủ màn hình, camera lùi, camera hành trình, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Các bạn nào thích dòng nhỏ gọn thì đi con này là hợp lý luôn này. Ở phía dưới thì em đang có cho anh em một chiếc Mazda 3 2016 nhé. Con Mazda 3 2016 này thì nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.5. Form của nó thì cũng giống 2018 thôi, nhưng con này thì chưa lên phanh tay điện tử. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2025. Trên xe có đầy đủ màn hình Android to phạt cộng với camera lùi, camera hành trình. Nội thất thì ghế da đẹp. Đấy. Với cái màu đen này thì hiện tại là nó rất là đẹp nhá. Kể cả nội ngoại thất của nó đều là màu đen. Vì thế là xe có rất là bóng bẩy. Và nếu như anh em giữ được sạch xe thì con này nó quá là ok luôn. 2016 mà giá thì hiện tại bên em đang bán khoảng 380 triệu đồng. Bên em bao ra tên chính chủ cho anh em. Một chiếc xe Mazda 3 2018 màu đen, máy zin, keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi bà con nhá. Hyundai Accent 2019 ạ. Con này thì nó là tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A27061. Sản xuất năm 2019, được trang bị khối động cơ 1.4, đăng kiểm đến năm 2026 ạ. Con này thì được cái là dàn lốp của nó là mới tinh, 4 quả lốp mới tinh, có màn hình, có camera lùi, có cam 360 độ. Và giá hiện tại thì bên em đang chào bán là khoảng tầm 225 triệu đồng bà con nhé. Hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên bấm biển luôn ạ. Vâng, tiếp tục ở bên trên đây thì em lại có cho anh em một chiếc Mazda 3 2018. Con này là biển 34A23479.
Con này thì nó Mazda 3 2018 màu trắng và nó là phanh tay điện tử. Con này thì hiện tại là nếu như với cái tầm tiền khoảng cũng hơn 400 triệu, con này là 470 triệu đồng bên em bao ra tên chính chủ cho anh em. Một chiếc xe Mazda 3 2018, con này cũng tư nhân một chủ từ mới sử dụng. Biển Hải Dương, biển số khá đẹp luôn, 23479. Với hệ thống cửa sổ trời, đèn lồng start top ạ. Gương kính chỉnh điện, xi nhan báo rẽ trên gương, cruise control ga tự động và tích hợp gẩy số vô lăng, phanh tay điện tử thì con này hiện tại bên em đang chào bán một cái giá cũng khá hợp lý nhá. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh em ở quanh quanh các tỉnh nhá. Và con nhá. Với giá khoảng 470 triệu đồng nhá. Tiếp tục thì ở đây em đang có cho các bác một chiếc xe Kia Cerato ạ. Con Kia Cerato này thì sản xuất năm 2018 bản Luxury. Con này thì hiện tại là form cũ 2018, có sạc điện không dây. Máy 1.6 số tự động, động cơ là 1.6, có cửa sổ trời, có đèn lồ. Con này thì hiện tại bên em đang chờ bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 429 triệu đồng thôi. 429 triệu đồng là bà con sở hữu được chiếc xe Kia Cerato sản xuất năm 2018. Con này nó là phiên bản số tự động, động cơ 1.6 nhé. Một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng cho anh em nếu như anh em thích đi cái dòng xe Cerato này. Đấy, một dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc của con nhé. Quý khách hàng và quý bà con, quý bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em ạ. Bên cạnh đó thì em sẽ có cho anh em một chiếc xe, đó là một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2018 ạ. Con này đang đeo biển 34A76758 ạ. Con này thì nó là một chiếc Kia Innova 2018 bản E số sàn form mới ạ. Hiện tại thì con này em đang bán là khoảng 445 triệu đồng bên em bao hồ sơ gốc cho anh em nhé. 445 triệu đồng các bạn đã có một chiếc Innova 2018 form mới 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi. Diện mạo rất là mới của dòng Innova luôn. Con Spark này thì hiện tại là bên em đang chào bán loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 75 triệu, biển 30E37253, một chiếc Spark tập lái cho anh em nhé. Dòng tập lái thì nó cũng chả có gì cả, máy lổ quay kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát này anh em đi thôi, 5 chỗ ngồi nhé. 75 triệu. Hyundai i20 ạ. Tiếp tục là Hyundai i20 sản xuất năm 2011 ạ. Con này thì đang đeo biển 88A59202. Chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá khoảng 248 triệu đồng. 248 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc Hyundai i20 sản xuất năm 2011. Số tự động, động cơ 1.4, có điều hòa tự động, có cửa sổ trời. Đầy đủ hết, form dáng rộng rãi cho anh em này. Với giá tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 248 triệu đồng thôi. 248 triệu đồng thì bà con, cô bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe rất là đẹp, rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con này. Rất là đẹp luôn ạ. Ở phía dưới đây thì em đang có cho anh em một chiếc Mazda 6 sản xuất năm 2015. Chiếc xe thì đang đeo biển Quảng Ninh 14A16469 ạ. Đây là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng ngang với Camry. Xe rất là đẹp luôn, động cơ của nó là 2.5 nhé. Và giá của nó hiện tại là tôi đang chào bán với giá cực kỳ ưu đãi cho anh em ạ. Hiện tại thì con này em đang chào bán với giá khoảng tầm 425 triệu đồng thôi. 425 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc Mazda 6 2015 bản phanh 2.5 số tự động, có cửa sổ trời, có tích hợp gẩy số vô lăng. Hệ thống âm thanh của nó là hệ thống loa của nó là 10 loa. Nghe rất là hay, biển Hải Phòng, xe thì rất là chất, máy số đại chất luôn. Morning 2018, con này thì cũng là taxi da đổi màu này. Con này thì hiện tại là 2018 màu trắng bản taxi da đổi màu. Để cho anh em khoảng 182 triệu này. 182 triệu bên em bao hồ sơ gốc cho anh em nhé. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc giống con vừa rồi. Con này thì chủ nhân bán gửi bán hộ. Con này thì biển Hải Phòng 15A20303. Để cho anh em 219 triệu đồng đời 2011 nhé. Xe nhập khẩu 1.0, 219 triệu đồng thôi. Tiền nào của đấy các bác nhé. Tiền nào của đấy thôi, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2025. Đấy, đời 2011, số tự động, động cơ 1.0. Bản này cũng là bản 4 phanh đĩa. Và trang bị hệ thống cửa sổ trời đầy đủ hết nhé. Phía dưới thì em đang có cho các bác một chiếc xe Hyundai Avante. Con này thì đang đeo biển 34A74312. Chiếc xe đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025. Động cơ của nó là 2.0, số tự động, động cơ 2.0 nhé. Có cửa sổ trời, form dáng đẹp, phân khúc hạng C. Con này thì để cho anh em khoảng tầm 269 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Avante 2011. Con này là phiên bản số tự động, điều hòa tự động nhé. Dòng này thì chạy khá là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em ạ. Dòng này chạy khá tiết kiệm nhiên liệu, rất là đẹp luôn cho mọi người nhé. Với giá chỉ có loanh quanh 260 mấy triệu thôi. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Morning đến từ thương hiệu của hãng Kia, sản xuất năm 2016. Con này là bản đủ số sàn, biển 20 của tỉnh Thái Nguyên, 20A74872. Con này thì nó là rất là đẹp luôn, đá 016 bản đủ, giá của nó thì để cho anh em khoảng 200 triệu đồng tròn. Với bản đủ này thì nó có la răng đúc, có xi nhan báo rẽ trên gương, có gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, cộng với lại hệ thống điều hòa tự động, hệ thống túi khí, màn hình Android. Rất là đẹp cho mọi người. Đó, xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ bà con nhé. Với giá 200 triệu là 2016 bản đủ. Trên đây là một chiếc xe nữa đến từ
thương hiệu Hyundai. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, đời 2015, bản đủ, biển Hà Nội 30E14007. Chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán khoảng 199 triệu đồng, đời 2014. Con này thì nó cũng lướt qua dịch vụ một chút rồi, xe thì cũng rất là đẹp cho mọi người. Bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ, đời 2015, giá 199 triệu đồng mà con nhé. Bản đủ có túi khí, có ABS, có gương kính chỉ điện, có đề lổ start top mà con nhé. Tiếp tục sang bên đây thì em đang có cho anh em cái dàn xe 7 chỗ cũng như là bán tải. Máy dầu, máy xăng có hết mà con nhé. Mọi người quan tâm về chiếc xe nào đó thì hãy follow và thả tim cho em, hãy cùng quên lại follow, hãy cùng đăng ký và like kênh trực tiếp cho em nhé. Bán tải BT50 2015, máy dầu 2.5. Con này là 2.2, 2 cầu, 2 cầu điện luôn nhé. 2015 số sàn 2 cầu, 2.2 nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Con này để cho anh em 280 triệu này. BT50 điển 98A 30704, tên tư nhân nhé. Tiếp tục là Innova 2015, con này nó là phiên bản số sàn bản E. 2013 số sàn bản E, máy 2.0 biển Hòa Bình, để cho anh em là 290 triệu đồng này. Tiếp tục là Innova 2006, 07, con này là biển 15A 08004 ạ. Con này để cho anh em khoảng 189 triệu đồng thôi. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì cũng khá là ổn định, và xe thì rất là rộng rãi, và bản G đủ, và đặc biệt là không xuất phát từ taxi. Thì chiếc Innova này nó cũng có thể là phù hợp với tất cả mọi người. Đời 2007, giá để cho anh em 189 triệu đồng. Ở phía dưới thì em lại có cho anh em một chiếc Innova 2009, số tự động, máy zin. Con này thì xe gia đình sử dụng, số sàn, máy zin 2.0 quý đối. Con này hiện tại bên em đang bán là khoảng 229 triệu đồng một chiếc Innova 2009 bản G form mới nha mọi con nhé. Đây, con này thì cũng là Innova 2018, con này thì nó là biển 34A79718 ạ, cũng giống như con vừa rồi, khoảng tầm 445 triệu. Innova 2018 nhá, bản E, số sàn, máy của nó là 2.0. Hai xe thì đã được trang bị đầy đủ màn hình Android, nội thất của nó đều là giống nhau hết nhá. Màu sơn đẹp luôn và đăng kiểm giống nhau. Giá để cho anh em khoảng 445 triệu đồng này, 445 triệu đồng này bà con này. Tiếp tục là một mẫu xe đến từ thương hiệu Hyundai, nhập khẩu quý trước của Hàn Quốc. Hyundai Tucson, biển 38A30368 ạ, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Và chiếc xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá khoảng 235 triệu đồng. Đó, một chiếc xe Hyundai Tucson 2019, số tự động, biển 38A30668 ạ. Con này thì anh em nào thích xe mà đời cao, giá rẻ, form dáng lại đẹp, rộng rãi thì anh em có thể đi chiếc xe 7 chỗ này. Chiếc 7 chỗ này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá khoảng 160 triệu đồng. Nissan Grand Livina 7 chỗ ngồi, nhỏ gọn, và động cơ của nó là 1.8 nhá. Bản đủ, có túi khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện, đèn đóm thì cực kỳ sạch sẽ, máy thì cực kỳ chất luôn. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025, để cho anh em là 160 triệu. Fortuner 2013, con này là bản số tự động, động cơ của nó là 2.7, máy của nó là 2.7 nhé, 2 cầu và số tự động, máy xăng, tên tư nhân, biển Hải Phòng, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 415 triệu đồng bên em bao giá tên luôn nhé. Nissan Grand Livina, con này thì hiện tại là bên em đang bán 179 triệu đồng, đời 2010, con này là số sàn, động cơ 1.8 nhé. Lookgen ạ, con Lookgen này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng 265 triệu đồng. Một chiếc Lookgen M7 sản xuất năm 2013 với khối động cơ của nó là 2.2 turbo. Con này thì nó được trang bị hệ thống cửa sổ lùa, cửa lùa, có cửa sổ trời nhá. Hai kính bên ngoài là lùa hết nhá. Sau này thì giống những cái xe 9 chỗ ngồi nhưng mà xe nó rất là đẹp luôn ạ. Với cái tầm tiền khoảng 269 triệu đồng mà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đó, 269 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe này nhá. Đây, hệ thống cửa lùa của nó đây, anh em có thể nhìn thấy ạ. Đó anh em nhé, bấm vào khóa khiển nó sẽ tự lùa ra kìa bà con đấy. Lùa ra này anh em này, ấn đóng vào này. Đó, anh tự đóng vào nhé bà con nhé. Và cửa bên đây cũng vậy này, cửa bên đây thì cũng đẹp. Nói chung là với cái cửa tiền khoảng tầm 269 triệu đồng thôi thì quý khách hàng và quý bà con, của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe Lookgen M7, động cơ của nó là 2.2, đời 2013 nhé bà con nhé. Với cái tầm tiền của nó thì cũng khá là hợp lý cho mọi người ạ, khá hợp lý cho mọi người nhé. 265 triệu đồng bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên, bấm biển luôn này. Rất là rẻ, 7 chỗ ngồi. Còn ở dưới này thì em lại có cho anh em một chiếc xe cũng hiệu như Lookgen, nó cũng là một chiếc dòng xe đến từ thương hiệu của Đài Loan. Chiếc xe này là một chiếc xe Reuter T700 sản xuất năm 2018 ạ. Con này thì số tự động, động cơ của nó là 2.0. Và con nhé, động cơ của nó là 2.0 nhé, 2.0. Con này thì trang bị rất nhiều option nhưng là 5 chỗ ngồi thôi. Từ củ số thô thoa, phanh tay điện tử đầy đủ nhé. Bảng điện tử, bảng số của nó rất là đẹp và có đồng hồ OLED nhé. Khi chúng ta đè máy lên thì cái củ số tròn tròn kia nó sẽ tự nó lồi lên để chúng ta vào số nhé. Vào số thì chúng ta chỉ cần xoay thôi, rất là đơn giản luôn. Có hệ thống ghế điện và nhớ ghế đầy đủ hết ạ. Form dáng đẹp, nội thất ok. Và giá của nó thì chỉ có 329 triệu đồng thôi. Đúng là xe Trung Quốc thì công nghệ nó tràn ngập mà giá lại rất là rẻ luôn. Honda City sản xuất năm 2016, bản AT, số tự động, động cơ của nó là 1.5. Đó, đời 2016 để cho anh em là 360 triệu đồng. Bên em bao ra tên chính chủ cho anh em nhé, Honda City ạ.
Tiếp tục là một chiếc xe Chevrolet Avell sản xuất năm 2017. Nếu các bác nào thích cái tầm tiền 200 triệu mà muốn mua một chiếc xe đời cao, máy tiết kiệm 1.4 như con Avell này thì có thể đi được, là con này các bác có thể mua về chuyển dịch vụ trẻ gia đình thì rất là đẹp. Con này để cho anh em là 200 triệu đồng tròn nhé, một con nhé, 2017 ạ. Tiếp tục, nếu như anh em đang tìm cái dòng Vios mà cái tầm tiền khoảng hơn 100 triệu với lại gần 200 triệu mà muốn đi một chiếc Vios thì anh em có thể cân đối sang dòng này. Nếu Vios thì taxi ra thì dòng này cũng là xe gia đình. À, sản xuất năm 2010, form dáng thì rất là đẹp đấy, 2010 thì nên form mới rồi. Con này thì cam kết cho anh em là keo chỉ và máy số zin. À, không lỗi mà con nhá, keo chỉ zin hết, kính kiếc zin hết, nội thất đẹp. À, nội thất của nó thì cực kỳ ok luôn. À, máy lổ còi kia 4 bánh quay đều. Vâng, rất là đẹp luôn. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh khả năng để cho anh em khoảng 158 triệu đồng thôi. Một cái giá thu hồi vốn về rất là đẹp luôn ạ. Xe thì rất là ok. Đường keo nhất chỉ hay táp lô táp niếc của nó đúng là một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân, không khoan đục taxi gì này. À, 158 triệu đồng thôi. Tiếp tục đêm đang có cho anh em một chiếc Hyundai Accent đời 2019 ạ. Con này nó là phiên bản pay số sàn thôi, hay còn gọi là bản thiếu nhá. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Tất nhiên thì nó cũng có qua taxi dịch vụ rồi. Và giá để cho anh em loanh quanh khoảng 325 triệu đồng bên em bao ra tên nhá. À. Tiếp tục là một chiếc Daewoo Nacity nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này thì đang đeo biển Hà Nội và đã rút hồ sơ rồi. Sản xuất năm 2010, đăng ký làm bánh lần đầu 2011, phiên bản số sàn, máy 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Và chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá khoảng 140 triệu đồng thôi. Nếu các bác là mua của Tuấn Anh 140 triệu đồng, em sẽ bao ra tên chính chủ cho anh em luôn ạ. Bao ra tên chính chủ cho anh em luôn nhớ chiếc Nacity 2010 đăng ký 2011. Một chủ thì mới rút hồ sơ rồi, lên màn hình Android đầy đủ hết rồi nhá. À, con này thì nó là số tự động, cũng là Nacity 2.9 số tự động. Con này thì hiện tại bên em đang bán khoảng 179 triệu đồng ạ. 179 triệu đồng số tự động 20A62379 ạ. Ở đây em đang còn một chiếc Mazda 6 2014 ạ. Con này cũng động cơ 2.5, biển Hải Phòng 15A15534 ạ. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 415 triệu đồng thôi. Các bạn đã sở hữu chiếc Mazda 6 2014 này rồi. Đây ạ, một siêu phẩm đến từ Hải Phòng, một siêu phẩm mà chính tay em đi bắt đây. À, chính em đi mua của bác chủ đây. Con này thì sản xuất năm 2020, một chiếc Hyundai Grand i10. Tuy nó là bản pay thôi nhưng nó là xe gia đình sử dụng, mới chạy có mấy vạn thôi, 8 vạn và tất cả sơn của nó là zin 95%, keo chỉ zin 100%, máy zin 100%, nội thất zin 100%, lên màn hình, lên camera lùi, camera hành trình hết rồi. Đấy, và xe thì chạy rất là ít luôn nhá. Khẳng định cho anh em sơn zin đến 95% thì các bác biết là xe như thế nào rồi. Nội thất của nó là ghế nỉ nguyên bản và có trang bị đầy đủ màn hình Android, camera lùi, camera hành trình. Và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 270 mấy triệu thôi. 270 mấy triệu là các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, và có các bác xe nào quan tâm về chiếc xe này thì alo trực tiếp cho anh em nhé. À, từ vô lăng củ số của nó còn rất là đẹp. Xe thì cam kết cho anh em chạy hơn 8 vạn. À, chuẩn, nếu tua thì em sẽ cho các bạn có xe luôn nhé. À, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025 ạ. À. Giá 279 triệu đồng, bao hồ sơ gốc, bao giao tên chính chủ cho anh em nhé. Ở phía đằng trước thì em còn rất là nhiều, và ở trong đây cũng vậy này. Ở đây em đang có rất nhiều xe cho mọi người. Đấy, và có bác chị em là thấy không? i10, i10 con này là 2017, 276 triệu này. i10 2014 con này là 160 triệu, con này cũng là bản pay số sàn thôi. Taxi ra và con nhé, đã rút hồ sơ rồi, 160 triệu. Hyundai Avante 2015, con này nó là phiên bản số sàn. Động cơ của nó là 1.6, biển 98A24581. Và để cho anh em 258 triệu đồng nhé. Gentra này, Gentra thì 2009 số sàn, có thể để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 115 triệu đồng thôi. Gentra 2009 số sàn 115 triệu đồng thôi này. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2010, biển 36A27168, có để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 135 triệu đồng thôi, 135 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios 2010 số sàn, máy 1.5 các nhá. Ở phía trong đây thì em lại có cho các bác những cái dòng xe như là Morning i10, những dòng xe Matiz Spark, những cái dòng xe taxi ra thì rất là rẻ, với cái tầm tiền vài chục cho đến hơn 100 triệu các bác nhé. Đây ạ, đây là một cái dàn xe mà có thể nói là rất là ok. Nếu như các bác nào đang tìm cái dàn xe nào mà ví dụ như Morning i10, Matiz Spark, cái tầm tiền taxi ra khoảng tầm hơn 100 triệu thì đây chắc chắn sẽ là một cái dòng xe, một cái lô xe rất là đẹp cho mọi người. Bà con có thể đến và xem xe thực tế. Cái lô xe này thì ngày hôm qua Tuấn Anh cũng đã lên sóng cho anh em riêng về cái lô xe hatchback này rồi. Và nếu như bà con có bác gì em bổ kết về cái dòng xe này thì bà con có thể là follow, hãy chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo cho em, hoặc có thể kết bạn Zalo em gửi cho anh em cái dàn xe lô dàn xe này nhé bà con nhé, dàn xe này nhé, rất là đẹp luôn ạ. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Toyota Vios ạ. Toyota Vios này thì sản xuất năm 2007, số sàn, máy 1.5 và giá để lại cho anh em khoảng 95 triệu thôi. Các bác mua về tập lái, tránh mưa, tránh nắng là 95 triệu được này. Đấy, hoặc con Morning này thì mới về, em đang cho đi bóng ngoài cái đèn Morning này, Morning SLX 2010, số tự động, động cơ của nó là 1.0 nhập khẩu nhá. Con này thì bán hơn 100 thôi.
Tiếp tục đây em đang có La City ạ. La City thì em còn một đôi nhá, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, một con 209 và con 211. Con chiếc màn hình nhỏ đây là con 2011. Con này thì để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 140 triệu thôi. 2011 nhá, và con này thì là 115 triệu đời 2009 nhá. Đấy các bác nhá. Tiếp tục là Honda Civic cũng có BMW. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một siêu phẩm đến từ thương hiệu của Đức. Đây là một chiếc xe BMW sản xuất năm 2013, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Phòng, 15A10087. Con này thì với khối động cơ của nó là 2.0 và nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, thì chiếc BMW này nó quá là chất lượng cho anh em. Nếu như là thích đi ít tiền thôi, tầm hơn 400 triệu, 420 mấy triệu thôi, anh em đã sở hữu được chiếc BMW này rồi. Rất là đẹp luôn nhé bà con nhé. Đấy, với giá rất là hợp lý này, có số điện tử đầy đủ hết này. Đấy, và giá rất là rẻ cho anh em nhé, 429 triệu, 2013, số tự động một chủ từ mới nhé. Civic lại Civic con này là 2011, xe rất là đẹp luôn, biển 28 29A44807. Con này là 295 triệu đồng, 2011. Con này thì khẳng định cho anh em là cam kết cho anh em là máy số và keo chỉ zin. Đấy, máy số và keo chỉ zin nhé bà con nhé. Đấy, bà con có bác chị em nào quan tâm về chiếc Civic này thì alo trực tiếp cho Tân Anh Hải Phòng. Đấy, bà con có bác chị em nào có nhu cầu thì hãy nhớ chiếc máy lên ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp tục spark cũng có spark van này, La City này. Đấy, lá lốt con này thì có 50 mấy triệu thôi, 56 triệu các bác đã sở hữu chiếc lá lốt 2003. Con này thì máy lổ còi kêu, 4 bánh quay đều điều hòa mát nhé, màu đỏ rất là yêu dấu luôn ạ. Con Moling này thì hiện tại là 115 triệu này, đời 2011, số tự động, số sàn nhé, biển 29A55594 nhé. Rất đẹp luôn ạ, rất đẹp luôn. 30E này. Con này Hyundai Venna nhé, Hyundai Venna con này là số tự động, động cơ của nó là 1.4, xe nhập khẩu, để cho anh em lăn quanh đâu đó khoảng tầm 200 triệu đồng tròn thôi. Đó, 2009, số tự động, có cửa sổ trời luôn nhé, có cửa sổ trời luôn mà con này, có cửa sổ trời luôn này. Đó, rất đẹp luôn này. Ford Fiesta 2011 con này 219 triệu đồng này, Ford Fiesta 2011 219 triệu đồng nhé, số tự động, động cơ 1.6 này. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2014 bản G, số tự động, con này được động cơ 1.5 màu bạc nhé. Con này tại bên em đang bán với giá khoảng 315 triệu đồng, bên em bao ra tên chính chủ cho anh em với chiếc Toyota Vios bản G, số tự động nhé, còn nhé, 315 triệu đồng Toyota Vios bản G số tự động này, rất đẹp luôn ạ. Hoặc là anh em có thể đi dòng Mitsubishi Xtrailer, con này đó là một dòng xe chuyên về tiết kiệm ạ. Con này nếu như bác nào mua chạy Grab, chạy dịch vụ không được, chạy gia đình được này, nó tiết kiệm dã man luôn ạ. Con này hiện tại bên em đang chờ bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 219 triệu đồng này, bên em bao ra tên nhé, đời 2016 ạ, số tự động, động cơ của nó là 1.2 hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan nhé, với giá của nó chỉ có khoảng 219 triệu đồng thôi. Đấy, con này thì hiện tại là gen tra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, con này để cho anh em đăng quanh đâu đó khoảng tầm là 140 triệu này, nhập khẩu nguyên chiếc đời 2010, biển 29A14009 nhé. Đó, vừa rồi Tân Anh ô tô Hải Phòng đã giới thiệu cho anh em về cái dàn xe bên em. Vậy bà con có bác chị em nào cần mẫu xe nào đó thì alo trực tiếp cho em nhé. Tân Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng ạ.